Vào khoảng thời gian tháng 2 năm 2019, Ngọc đã có chuyến đi Đài Loan. Lúc đó thì mình đã có sẵn visa Hàn Quốc nên quyết định đi Đài Loan khá là nhanh chóng và dễ dàng, do mình chỉ cần xin giấy phép nhập cảnh điện tử trên mạng, in ra rồi ra sân bay thôi. Thay vì bay thẳng, mình đã quyết định bay vòng sang Bangkok rồi đi tiếp. Hành trình trong vlog này sẽ bắt đầu từ Bangkok. Chuyến bay này của mình được khai thác bằng tàu bay mệnh danh là Nữ Hoàng Bầu Trời, Boeing 747-400. Tàu bay này được bàn giao cho China Airlines từ tháng 3 năm 2005, gồm có 375 ghế, trong đó có 314 ghế hạng phổ thông với sắp ghế 343. Lúc đó, Ngọc khá là háo hức khi lần đầu tiên được bay với một tàu bay Jumbo Jet, tức là tàu bay phản lực cỡ lớn. Ghế ngồi hạng phổ thông trên tàu bay này khá rộng và thoải mái, mỗi ghế đều đã có sẵn chăn và gối. Ngoài ra, tại mỗi ghế ngồi có được trang bị màn hình giải trí thế hệ cũ nên hơi nhỏ một chút. Bên trái màn hình giải trí là một chiếc gương nhỏ để phục vụ nhu cầu cá nhân của hành khách. Bên trong túi ghế phía trước thì có đầy đủ thẻ hướng dẫn an toàn bay, túi nôn, tạp chí Dynasty của hãng, danh mục hàng miễn thuế và tai nghe cho hệ thống giải trí. Ngoài ra, phía bên tay phải ghế ngồi thì có điều khiển cho màn hình giải trí cá nhân. Nhanh chóng sau đó, máy bay được đẩy lùi để xuất phát đến Đài Bắc. Hành trình của chuyến bay này sẽ là 3 tiếng và 10 phút. Sau khi bay bằng thì mình được phục vụ bữa trưa. Phải nói suất ăn của China Airlines khá đầy đặn với món chính là cơm gà ăn kèm rau củ. Ngoài ra còn có salad ăn kèm, bánh ngọt cùng trái cây tráng miệng. Về đồ uống thì mình có gọi thêm một ly vang trắng để nhâm nhi. Mình khá là ấn tượng với bữa trưa này của China Airlines. Món cơm gà được nêm gia vị rất vừa miệng, cơm mềm và không bị khô. Ngoài ra món tráng miệng cũng vô cùng xuất sắc. Toilet trên tàu bay 747 của China Airlines khá rộng rãi và cũng được trang bị khá đầy đủ cho một chuyến bay chỉ có 3 tiếng, khi có sẵn nước súc miệng, kem dưỡng da cũng như nước rửa tay. Hệ thống giải trí trên tàu bay này của China Airlines có nội dung khá đa dạng, tuy nhiên do màn hình khá cũ và nhỏ nên chất lượng hình ảnh không được đẹp và sắc nét cho lắm. Một lúc sau đó, máy bay đáp xuống nhà ga T1 sân bay Đào Viên, thành phố Đài Bắc.
Ở chiều ngược lại, khi bay về Việt Nam, Ngọc quyết định lựa chọn hãng hàng không 5 sao EVA Air để bay về thành phố Hồ Chí Minh. Một điều đặc biệt khi bạn bay với China Airlines hoặc EVA Air từ Đài Bắc đó là bạn có thể sử dụng dịch vụ in-town check-in ngay tại nhà ga trung tâm Taipei Main Station. Khi sử dụng dịch vụ này, hành lý của bạn sẽ được chuyển thẳng từ nhà ga trung tâm lên tàu bay và bạn cũng sẽ được nhận luôn boarding pass cũng như thẻ gửi hành lý mà không phải xếp hàng chờ đợi tại sân bay. Tiện lợi nhỉ? Sau đó, Ngọc di chuyển ra sân bay bằng tàu express từ ga trung tâm và tàu chạy cũng chỉ mất 35 phút để đến nhà ga T2 sân bay Đào Viên. Sau đã làm thủ tục check-in từ nhà ga trung tâm nên mình có dư dả thời gian để tham quan nhà ga T2. Phải nói rằng so với nhà ga T1 thì T2 có phần hiện đại hơn và có thiết kế khá độc đáo khi mỗi cổng ra máy bay lại được thiết kế theo một chủ đề khác nhau. Mình cũng tranh thủ ghé qua McDonald's để ăn nhẹ một chút trước khi lên máy bay. Chuyến bay đi thành phố Hồ Chí Minh của mình sẽ được boarding tại cửa C10 và EVA Air đã vô cùng chu đáo khi đã bố trí các nhân viên mặt đất người Việt để hướng dẫn hành khách cho chuyến bay này. Nhà nào có em bé tập trung bên này nhà. Chuyến bay BR2381 đi thành phố Hồ Chí Minh được khai thác bằng tàu bay Boeing 777-300ER. Tàu bay này có 353 ghế gồm 39 ghế hạng thương gia có thể ngả thành giường phẳng với sắp ghế 121, 56 ghế hạng phổ thông đặc biệt với sắp ghế 242 và 258 ghế hạng phổ thông với sắp ghế 333. Và vẫn như mọi khi, mình ngồi hạng phổ thông trên chuyến bay này. Mỗi ghế ngồi khoang hạng phổ thông đều được trang bị màn hình giải trí thế hệ mới rất lớn của EVA Air. Tại mỗi ghế đều có sẵn chăn, gối cũng như tai nghe cho hệ thống giải trí Star Gallery. Còn trong túi ghế phía trước thì sao nhỉ? Mình đã khá là bất ngờ khi trong túi ghế phía trước có rất nhiều thứ. Ngoài bảng hướng dẫn an toàn bay, tạp chí của hãng, danh mục hàng miễn thuế thì còn có cả hướng dẫn sử dụng wifi, thực đơn đồ ăn và thức uống cho chuyến bay này nữa. Lưu ý thêm một chút là thực đơn cho khoang hạng phổ thông này khá đa dạng với các loại đồ uống. Máy bay cất cánh cũng là lúc Ngọc ngủ thiếp đi do trước đó đã di chuyển sớm bằng tàu từ Hoa Liên về Đài Bắc. Một lúc sau thì Ngọc được các bạn tiếp viên đánh thức để dùng bữa tối. Trước khi dùng bữa, mình vào toilet để rửa mặt cho tỉnh táo và rất ấn tượng với sự sạch sẽ cũng như chu đáo của Eva. Ngoài các đồ vệ sinh cá nhân khá đầy đủ thì còn có một cành hoa lan tạo cho mình một cảm giác khá dễ chịu. Bữa tối đó, Ngọc chọn cho mình món chính là món cơm thịt heo chiên xù ăn kèm cùng rau củ. Ngoài ra, khay ăn còn có bánh mì tròn, bơ, salad dưa chuột, trái cây trắng miệng và đương nhiên không thể thiếu một ly vang đỏ để nhâm nhi. Dùng bữa xong được khoảng một tiếng thì cũng là lúc máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc hành trình trải nghiệm Đài Loan của Ngọc